cũng thắng hẳn nói ra. Bạch nghe rằng khép kín thu ba đã có Đức Phật Thích Nga Ca dẫn ra đường. Nam mô Bồ Tát Thế Tôn tiếp dẫn linh hồn về mái Tây Phương. Mái Tây Phương có cảnh rõ ràng, có vườn hoa thơm ngát, có chuông vàng thành thơi. Trước kia hồn thở trần gian, trong mái này nhiều làm công nhân tại công ty vệ sinh, nay là công ty môi trường đô thị Hà Nội. Lúc thiếu thời bà còn nhỏ đi học tại quê nhà. Tháng 7 năm 1970 đến tháng 1 năm 1988, bà vào làm công nhân tại công ty môi trường đô thị Hà Nội. Thời gian công tác của bà là 23 năm 2 tháng. Qua thời gian lâm bệnh, bà đã được gia đình, con cháu và các y bác sĩ tận tình chăm sóc, thuốc thang đầy đủ, nhưng vì tuổi cao sức yếu, bà đã không qua khỏi được. Bà đã tạ thế lúc 11 giờ kém 2 phút ngày 22 tháng 10 năm 2013, tức ngày 18 tháng 9 năm Quý Thị, hưởng thọ 82 tuổi tại số nhà 18, ngách 17, ngõ 295 Bạch Mai. Trong 23 năm công tác của bà đã luôn luôn gương mẫu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bà đã được cơ quan tặng thưởng nhiều bằng khen và giấy khen. Chồng bà là ông Đặng Thiện, hai ông bà đã
tôi. Trước là có phòng hoa xong rồi lấy thơm. Trên cũng có những nồi rượu và khi về thì có đám cưới. Trước lúc tiễn biệt cụ đi xa, anh em họ đã không có gì hơn xin để một phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Amo a Jesus.